Chuột không biết lái ô tô, nhưng nếu là xe ben Volvo thì được. Ngày bé tôi xem một bộ phim mà trong đó có con chuột hamster được lái một chiếc xe đồ chơi mui trần màu đỏ, trông rõ là ngầu. Đôi khi tôi ước tôi là con chuột đó để được lái xe. Nói vui thế thôi chứ chuột làm sao lái được xe đúng không? Nhưng nếu là xe ben Volvo thì có thể được. Đấy là tôi nói về một video của hãng xe Thụy Điển này, quảng cáo công nghệ trợ lực lái. Trong video thì một chú chuột hamster nặng chưa đến 2 lạng đã chạy vòng quanh một cái lồng gắn với vô lăng. Người ngồi ở ghế lái, ngoài điều khiển ga phanh thì sẽ dùng củ cà rốt để điều hướng con chuột. Con chuột sẽ chạy theo củ cà rốt làm quay vô lăng, mà không phải vô lăng bình thường nào. Đây là vô lăng của một chiếc Volvo FMX, nặng xương xương 15 tấn. Theo giải thích thì vô lăng trợ lực điện này sẽ tùy chỉnh độ nặng theo tốc độ, đi càng chậm thì càng nhẹ và ngược lại. Không biết thật giả tới đâu chứ anh em trong quảng cáo gật đầu lia lịa. Follow xe gì kia để biết thêm câu chuyện xe cộ kỳ lạ nhé.